Hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời nè quý anh chị. Không biết có anh chị nào mà chốt mấy cái xe này nè, bốn chiếc xe VIP cho ông Táo đi về báo báo công báo quả cho quý anh chị nha. Nói vui thôi chứ. Hôm nay em giới thiệu bốn chiếc xe VIP cực VIP luôn quý anh chị. Lý do sao VIP thì em nói sơ bộ cho quý anh chị nghe nha. Cái đầu tiên là cái xe màu trắng này nè. Là xe Vim nha, xe Vim nhưng mà máy Hyundai HD. Máy Hyundai HD 72 đó. Thùng dài là tới 6m2 nha quý anh chị. Nguyên một dàn lốp, một dàn lốp mới nè, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè. Để lại cho quý anh chị là 185 triệu thôi. Thấy quá yêu thương, quá mềm, giá quá rẻ. Rồi cái xe Vim này cũng Vim luôn, nhưng mà máy Kia nha quý anh chị, nguyên một cái máy Kia luôn. Tải trọng là 2 tấn rưỡi, nguyên cái thùng 5 bựng mở hông. Thùng 5 bựng mở hông nha. Thì cũng bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn nè. Xe này thì có máy lạnh đồ đầy đủ, đời 2013 luôn. Để lại cho quý anh chị là 138 triệu nè. Rồi Allin 500B cũng bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn. Cũng thùng 5 bựng mở hông. Xe tải 5 tấn nha. Xe này 5 tấn. Xe rất đẹp luôn. Để lại cho quý anh chị là 195 triệu nè. Rồi còn Vim này cũng đời 2013, máy Hyundai HD72 thùng kín, thùng dài 6m2. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn. Để lại cho quý anh chị là 180 triệu nè. Rồi bây giờ em đi chi tiết bốn chiếc này cho quý anh chị tiện tham khảo ha. Bốn chiếc này toàn xe VIP không. Bây giờ báo giá xong xuôi rồi. Bây giờ mình đi chi tiết từng chiếc một cho quý anh chị tham khảo xe nó VIP, xe nó cọp tới cỡ nào nha. Đây đầu tiên là cái Kia, quên, cái xe Vim, máy Hyundai HD72 này quý anh chị. Cái thùng quý anh chị thấy VIP không? Thùng là quá VIP luôn, 7 bựng mở hông, thùng dài 6m2, nguyên một dàn lốp mới, xe zin cả xe. Nguyên một dàn lốp mới luôn. Bây giờ đi hết cái dàn lốp cho quý anh chị xem ha. Nguyên một dàn lốp mới luôn. Đây, nguyên một dàn lốp mới luôn đây nè. Sắc xi là cực kỳ đẹp, dàn gầm là miễn bàn ha. Gầm là sàn hai đáy luôn, vừa sàn gỗ vừa sàn sắt. Tí xíu em sẽ đi chi tiết cho quý anh chị xem cái thùng sau nha. Riêng cái thùng là cái tính năng mà chở hàng cho quý anh chị, nếu mà quý anh chị cần thùng dài mà chở hàng thì với là xe mạnh lực thì cái máy đi, đang đi cái máy HD72 đi một cái thùng 7 bựng mở hông lên xuống hàng rất thuận tiện, rất đẹp quý anh chị. Còn nếu mà nói về xe thì đây, tem zin của hãng, nước sơn zin nguyên một con luôn, chưa hề có một tút tát sơ sơ một chút xíu thôi, chứ còn xe nguyên xi, không hề va chạm tung đụng. Hai cái cục đèn zin là tuyệt vời. Đây quý anh chị, hai cục đèn zin là miễn bàn luôn ha. Xét đăng kiểm thì em sẽ bao xét đăng kiểm mới, tại vì cái này là hết đăng kiểm rồi, 30 tháng 1 mới hết được vài ngày ha, 30 tháng 1 năm 2024. Xe này em bao xét đăng kiểm mới. Xe này em đang ra tên cá nhân của em nha quý anh chị. Keo chỉ còn nguyên zin này quý anh chị. Keo chỉ còn nguyên zin, không hề va chạm hay tung đụng gì nhé. Đây cái xương trụ em kéo ra cho quý anh chị xem luôn ha. Đây nè. Nếu mà xe zin thì quý anh chị nhìn vô cái xương trụ là biết liền đúng không? Không hề va chạm tung đụng, còn phẳng lì luôn nha. Còn cái nội thất là cực kỳ đẹp. Xe này thì không có máy lạnh. Nói chung là nguyên một dàn này là chỉ có một chiếc có máy lạnh thôi. Đó là cái Vim mà máy Kia. Còn toàn bộ là 3 chiếc là không có máy lạnh nha quý anh chị. Cái xe này thì VIP rồi, không hề va chạm tung đụng. Này là đây bên tài đây, tem zin của hãng còn nguyên zin. Và xe này thì tải trọng em nó là 1 tấn 3 nha quý anh chị. Tải trọng 1 tấn 3, tổng trọng tải là 4 tấn 990. Xác xe là rất nặng, tại vì thùng mang cái thùng dài 6m2 mà quý anh chị chở hàng nhẹ cồng kềnh cũng được ha, hoặc là chở hàng nặng thì chịu khó quá tải thì chắc chắn là quá tải rồi đó, nếu mà đi hàng nặng. Còn riêng cái máy này cổng chiếc xe, cái máy này nha, với là chiếc xe này cổng tầm 6-7 tấn 8 tấn, không phải suy nghĩ tại đi máy HD mà. Tí xíu em sẽ test cái cục máy cho quý anh chị xem nha. Nguyên dàn vỏ lốp nè, dàn gầm nè, không chê vào đâu được. Quý anh chị chở nhôm sắt, mấy cái này mà chở nhôm sắt hàng cồng kềnh thì không phải suy nghĩ quý anh chị, cái này là VIP luôn rồi. Cái thùng là cực kỳ đẹp ha. Bây giờ mình soi cái gầm xong cái mình lên mình test cái máy
cỡ cái gầm xe nè, sexy nè quý anh chị. Sexy mà cỡ này thì không thể chê vào đâu được, cái giờ gầm xe miễn bàn VIP luôn nè quý anh chị. Nguyên một dàn lốp mới luôn ha. Bây giờ đây nè, soi cái lòng thùng trong nè quý anh chị xem nè. Nguyên cái sàn sắt phẳng lì luôn quý anh chị. Sàn sắt phẳng lì luôn, sàn hai đáy. Thùng cực kỳ chất lượng. Rồi bây giờ mình đi test cái máy nè, mình coi cái máy ha. Đây nè, cái máy này là mặt máy ở bên ngoài nha. Máy Hyundai HD nè. Máy này là Hyundai HD nha. Đây, cái dàn gầm cho biết ở bên ngoài ha. Rồi thì các bạn quay qua anh em soi mặt máy mình nhé, cho biết xem. Máy là VIP, sexy nè, bỏ lốp nè, nguyên dàn bỏ lốp mới. Chỉ có 185 triệu mà bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Xe này thì quá VIP rồi. Rồi bây giờ đây nè, cái mặt máy bên này nè. Cái mặt máy bên này nè quý anh chị. Nói không? Nói này mà. Thì cái máy này không thể chê vào đâu được. Nếu mà nói về cái máy thì không thể chê vào đâu được. Rồi bây giờ mình test cái thùng máy đi. Trên cả tuyệt vời. Rồi với giá cực kỳ yêu thương cho quý anh chị thôi. Cái giá này 185 triệu cho quý anh chị nào sở hữu cái em này nha. Rồi tiếp đây là hàng cũng cực hot luôn nè. Thực ra mà cái xe tải mà tầm 2 tấn rưỡi trở về mà hàng Vim mà mấy Kia là chưa bao giờ hết hot ở cái thị trường Việt Nam mình nha. Tại vì giá rất yêu thương, giá rất mềm mà xe cực kỳ chất lượng. Chỉ có lú 100 thôi, 100 lú thôi. Nhưng mà đời cao nè, đời 2013 nè. Sở hữu nguyên một cái em máy Kia luôn nè, cực kỳ khỏe luôn. Xe này xe zin cả xe, có máy lạnh đồ đầy đủ nha quý anh chị. Xe cái thùng nè, thùng inox nè, vách inox, 5 bửng mở hông hai bên, 1 bửng mở cánh dơi. Rất thuận tiện cho quý anh chị mà lên xuống hàng rất sướng luôn. Này quý anh chị, rất sướng luôn. Xe này thì không phải chê, không thể chê vào đâu được. VIP luôn. Đây này, cái nhìn cái thùng là ghiền rồi. Dàn vỏ lốp là còn tầm 7 tới 80% đều nè. Dàn sexy là cực kỳ đẹp nè, quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình lại đi quay cái thùng trước à. Cái dàn sàn là cực kỳ đẹp đây. Đây qua quay cái lòng thùng xe cho quý anh chị ghiền chơi ha. Đây, VIP luôn. Cái thùng xe là VIP Pro luôn nè. Đó, quá trời đẹp. Riêng chiếc xe này rất liền luôn quý anh chị. Hôm nay em quay 4 chiếc này là toàn xe đẹp không cho quý anh chị xem nha. Còn xe xấu thì từ từ em quay. Xe xấu thì giá nó rẻ hơn. Thấy không? Không phải là lựa xe đẹp không đâu. Nhưng mà xe đẹp thì mình đi nguyên một chùm á, rồi mai mốt xe xấu mình đi nguyên chùm sau nha. Hoặc là xấu thì cũng không đến nỗi xấu, máy móc trang thiết bị chạy ok hết mà. Sexy thì miễn bàn, VIP nè. Còn nước sơn zin nguyên một con này quý anh chị, tem zin của hãng nè. Nếu mà quý anh chị nào rành xe là nhìn vô phát biết ngay là chiếc xe zin nè. Đây là tem zin của hãng nè, nước sơn zin nguyên một con ha. Tải trọng là hai trọng lượng cho phép nè, tức là cho phép chuyên chở đó, là 2 tấn 4 90 kg nha. Và tổng trọng tải là 5 tấn 9 50 kg. Keo chỉ còn nguyên zin nè quý anh chị. Keo chỉ nguyên zin hết. Keo chỉ nguyên zin hết nè quý anh chị. Đây, nội thất cũng 3D rồi, cũng ghê gớm lắm chứ đùa đâu. Xe có máy lạnh đồ đầy đủ nha quý anh chị. Ồ, ở trong này có cái màn hình, có tivi nè. Có cái màn hình luôn nè. Để thử coi có camera dè không nữa. Tí xíu mình kiểm tra. Xe tải mà cũng chịu chơi gớm ha. Đây, cái xương trụ này quý anh chị. Ở bên lơ nè, cái này là bên lơ nha. Là chứng tỏ cái xe này còn nguyên zin nha. Ở bên lơ. Còn bên tài mình đi thăm, giống như mà mình đi thăm đất vậy ha. Khám điện thổ. Đi khám điện thổ từ từ ha. Vỏ lốp đầu nè quý anh chị. Vỏ lốp đầu nè. Còn tầm 70% nha quý anh chị. Tem zin của hãng, nước sơn zin, cụm đèn zin. Xét đăng kiểm là bao xét mới rồi, cho nên quý anh chị cứ yên tâm. Em luôn nói mà quý anh chị nào mà có nhu cầu mua xe mà những cái bãi xe hoặc là những cửa hàng xe người ta đã bao xét đăng kiểm mới
thì quý anh chị cứ yên tâm, ngồi rung đùi cứ yên tâm. Tại tất cả mọi cái thứ lặt vặt, từ đầu rô tin hay cốt ben, tất cả mọi thứ dàn chân cẳng, thắng thun rơ riết, người ta làm hết từ A đến Z. Không còn thiếu cái gì mà người ta không làm. Thấy không? Xe nguyên zin hết, không còn thiếu thứ gì. Con kéo nè, kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem nè. Đây, không hề va chạm tung đụng nè. Quý anh chị thấy không? Xe không hề va chạm tung đụng nè. Rồi bây giờ thùng xong nè, bây giờ mình lên cái máy đi bà con ơi. Mình lên cái máy cho bà con coi nè. Bây giờ coi cái máy Kia nha, xe Vim mà máy Kia. Riêng mà nói về chất lượng thì không thể bàn cãi được cái xe Vim mà cái dòng máy Kia. Chưa bao giờ hết hot trên thị trường. Mặc dù nó 2 tấn rưỡi, đời cao nè. Xe thì xe chất lượng, giá thì cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 138 triệu cho quý anh chị nguyên cái cục máy Kia nè quý anh chị. Cái máy Kia là VIP luôn nha. Đây nè, quý anh chị thấy không? Cái hầm máy nè, đừng nói tới cái độ máy của em nó luôn. VIP, không chê vào đâu được. Xe này là VIP quá luôn. Rồi lên quên soi số khung. Đây, số khung đây quý vị. Số khung là rất là rõ luôn nha. Đây là quý vị thấy không? Đây là số khung nha. Cái dạng số khung này là số kim nha quý vị. Số khung nha. Còn cái số máy thì nằm ở phía trong rồi, em không thể soi được. Nó nằm ở trong góc á. Cho nên khó soi, cho nên mong quý anh chị thông cảm nha. Cái dạng sắc xi là miễn bàn luôn. Biết luôn. 138 triệu cho quý anh chị lựa chọn cái em này nha. 138 triệu dàn vỏ lốp cũng đều tầm 7 tới 80%. Cái dạng sexy gầm ở trong nè, so với những chiếc xe VIP luôn, không hề có dấu hiệu việc làm gì hết nè, hay nổ sơn nữa, nước sơn zin nguyên, cái sexy mà là nước sơn zin nguyên đó, máy móc cầu số là miễn bàn, tải trọng là tải trọng cao nữa, 2,5 tấn nữa, để cho quý anh chị mà lựa chọn cái em này, chỉ có 138 triệu thôi quý anh chị, có máy lạnh đồ đầy đủ nha. Rồi tiếp đây Olin 500B. Cái dòng này là miền Trung của mình là hot lắm đây nè. Nhưng mà mình chỗ nào cũng miền Bắc mình, rồi miền Trung mình, rồi miền Nam mình á, em quê chỗ nào cũng có hết quý anh chị. Rồi cái 500B này á là cái dòng all-in rất hot trên thị trường. Tải trọng ở dòng nâng tải 5 tấn nè quý anh chị, 4 tấn 9 95 kg, thùng dài 4m35. Rồi cái xe này em quên, cái này thùng dài 4m35 luôn nha quý anh chị. Cái xe Vim này nha. Còn cái 500B này cũng thùng dài 4m35. Xe quý anh chị nhìn sơ cái thùng, nhìn cái thùng không là đã kết rồi. Đây nè, tại vì chứng tỏ cái xe này là người ta chạy hàng rất ít, xe chạy hàng rất ít. À quên, xe này không phải chạy hàng nữa, xe này ở trường lái ra nha, trường cao đẳng giao thông vận tải nè, là xe này người ta đăng ký vô ở trường lái. Cái này là bản bản thừa luôn chứ không phải là thường thường cái bản thiếu, không, cái này bản thừa. Thì em sẽ bao xét đăng kiểm, bao em sẽ bỏ cái thắng phụ này nha quý anh chị. Bao bỏ cái thắng phụ này. Mà mấy cái xe này, mấy cái xe mà ở trường lái ra thì quý anh chị biết rồi, người ta chạy có bao nhiêu đâu mà cũng không có chở hàng nữa. Chỉ có chỉ có cho học viên chạy loanh quanh thôi, đúng không? Cho học viên chạy loanh quanh, cho nên cái chất xe là miễn bàn. Tí xíu em sẽ test cái máy cho quý anh chị xem, là để chứng minh cái lời nói của Hiếu là thực tế nha. Xe thì ok, từ A đến Z rồi. Riêng cái thùng là miễn bàn này quý anh chị. Cái thùng là VIP luôn, thùng 5 bựng mở hông, 4m35 vách inox, cái thùng còn mới keng ha. Nguyên dàn vỏ lốp là còn tầm 60% nha quý anh chị. Cái nào 60 mình nói 60, mà 70 mình nói 70, 80 mình nói 80, không có ngại nha. Còn riêng cái thùng này thì VIP rồi, quá VIP. Xe keo chỉ nè quý anh chị, keo chỉ nè. Keo chỉ còn nguyên zin hết nha. Cái này là bên tài nha. Kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem luôn. Rồi nội thất nè quý anh chị. Nội thất là rất đẹp. Xe này thì không có máy lạnh nha. 5 tấn Olin 500B, 195 triệu bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nè. Bao đăng kiểm mới. Nhưng mà trong cái sổ hiện tại á, là tập lái nha quý anh chị.
tới khi em đăng đăng kiểm. Tại vì quy định của Bộ Giao thông Vận tải tới ngày 15 tháng 8 này, tới ngày 15 tháng 2 thì sẽ loại bỏ, nếu mà mình có nhu cầu thì mình tự loại bỏ tháng phụ, không phải thiết lập hồ sơ nữa nha. Mình chỉ lên đăng ký là đi đăng kiểm thôi. Nhưng vấn đề này thì em bao cho quý anh chị rồi, cho nên nó không còn là ở trong sổ đăng kiểm, nó không còn, nó là ô tô tải có mui nha quý anh chị, không có còn là ô tô tải có mui tập lái nữa nha. Rồi bây giờ mình soi sơ cái thùng nè, soi sơ cái thùng cho quý anh chị xem ha. Cái thùng là quá VIP. Cái này là cái sàn, là cái sàn zin nha quý anh chị. Cái sàn zin của hãng luôn nha. Tổng thành xe nè quý anh chị. Rất đẹp luôn, ở phía sau cái dàn thùng ha. Rất đẹp. Còn bây giờ đi soi cái sắc xi cho quý anh chị xem nè. Đây nè, cái sắc xi nè, cực kỳ đẹp nè. Anh em sở hữu xe, mấy cái dòng xe tải thì khi mà soi vô cái dàn sắc xi là biết, quý anh chị thừa biết. Cái dàn sắc xi là rất đẹp luôn nha. Rồi tí xíu em sẽ quay lên em test cái máy cho quý anh chị xem nha. Cái đây cái sắc xi nè, cái số khung đây nè quý anh chị. Bây giờ mình về test với cái cục máy rồi. Úi xin, cái máy này nè các bạn. Cái gì đó, cái máy cỡ này. Cái máy như một cái máy mới mà. Đời 2015 nha quý anh chị. Đời 2015. Đây nè. Cái máy người ta cỡ này nè. Đây nhìn hết hồn chưa? Ở phía dưới nè. Con vàng ươm. Chu cha cái máy quá trời đẹp. Không chê vào đâu được. Cái máy quá VIP luôn quý anh chị ạ. Xe này xe trường lái người ta chạy không bao nhiêu mà. Mới còn cái máy còn rồi. Cái đầu câu nè quý anh chị. Coi cái đầu câu quý anh chị. Chà. Xuất sắc luôn. Này hàng hiếm khó tìm đó quý anh chị ơi. Dàn gầm nè. Gầm cao nguyên nè, rất đẹp. Rồi 195 triệu cho quý anh chị nào sở hữu em này nha. 5 tấn. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Rồi tiếp đây là cũng hàng hot khó tìm nè, thùng kín. Thùng dài tới 6m2 nè quý anh chị. Vim máy Kia, máy Hyundai. Đời 2013. Đây nè, nước sơn zin, tem zin của hãng. Keo chỉ còn nguyên zin ở bên lơ. Còn bên tài mình chưa soi, mình chưa biết mà mình cứ soi hết đi. Đây, keo chỉ còn nguyên zin hết nè, nước sơn zin. Nội thất là rất đều. Còn rất đều đẹp. Cái kéo xương trụ ra cho quý anh chị xem luôn ha. Đây, xương trụ em nó đây. VIP. Không hề va chạm tung đụng nha. Đây là mình đi soi cái đầu cabin, cái mặt ngoài ha. Đây nè. Rồi cái mặt trên nè, mặt trên nè. Cái cụm đèn zin của em nó nè, nhìn rất đẹp. Cái xe này thì em đang ra tên mà biển số quá hot luôn quý anh chị. Cái này, cái biển số này đáng đồng tiền bát gạo nè. 6068881. Cái này mà vô số 8 hoặc số 6 là chết với em ngay. Nhìn cái xe này miếng bàn luôn. Cái xe này bán cái tỷ luôn á. Rồi, nói xạo tí xíu xíu thôi. Xe này hết đăng kiểm rồi, em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Cái này bao, cái này là đang ngay chủ đứng tên quý anh chị, mà có nhu cầu ủy quyền giữ lại cái biển số để mà đi thì cứ ủy quyền ha. Em bàn giao biển số mặc dù đẹp, cái này là tên bên em. Nhưng mà quý anh chị nào mà có nhu cầu giữ cái biển số này, ok em tiếp với mấy anh chị luôn nha. Thì để cho quý anh chị bàn giao cái biển số này, em sẽ ủy quyền cho quý anh chị đi nha. Cái thùng xe thì cái thùng inox sàn sắt, nhưng mà cái được cái thùng inox này mà dài tới 6 mét mấy nè quý anh chị. Quý anh chị chở hàng hả, khỏi sợ mưa nắng gió bụi ha, cứ chất hàng lên xe là thoải mái. Cái thùng dài tới 6 mét mấy lận,
Chiếc xe này em bán chỉ có 180 triệu bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị ha. Cái nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu tới đây em còn bớt lọc lá cho quý anh chị nữa. Cái dàn lốp là còn tầm 60% đều, dàn sắc xi là cực kỳ đẹp quý anh chị, dàn sắc xi là miễn bàn luôn ha. Rồi bây giờ ở bên này ha, đây nè, keo chỉ cũng còn nguyên zin hết nè ha, xương trụ là ok hết nè, kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem luôn nè, đây nè, là không hề va chạm tung đụng ha. Và mà cái máy là máy Hyundai HD72 nha. Xe này là máy Hyundai HD72. Chở tầm 7-8 tấn không phải suy nghĩ đâu quý anh chị. Nhưng mà khổ nổi, tại trọng em này nó chỉ có tấn 3 thôi. Nhưng mà đường cái tổng trọng tải là 4 tấn 990. Vô mấy cái cung đường mà cấm 5 tấn tổng trọng tải. Thì xe này đi Sài Gòn là ban ngày. Đi Sài Gòn đi ban ngày á, là đi vô tư, không phải suy nghĩ nha. Chứ không phải là khuya tới 10 giờ, 11 giờ mới vô được Sài Gòn đâu. Ha. Hoặc là mấy cái cung đường mà cấm tổng trọng tải 5 tấn là quý anh chị đi thoải mái luôn. Đây này, cái thùng nè, rất đẹp quý anh chị. Cái thùng không thể phải chê vào đâu được. Xe nguyên cái tổng thành xe là rất đẹp nha quý anh chị. Đây. Nguyên cái sàn sắt nè, đẹp ơi đẹp luôn. Lòng thùng hai lớp nè. Xe này mà chất hàng lên là quý anh chị chỉ có việc chất hàng lên là đi thôi, kiếm tiền thôi. Đổ dầu vô chất hàng kiếm tiền. Biển số thì em vừa mới ra tên, cực kỳ đẹp rồi, bao xét đăng kiểm mới nữa. Đây nè, cái dàn gầm dàn sắc xi nè quý anh chị. Cỡ cái dàn gầm dàn sắc xi cỡ này mình chê vào đâu được đúng không? Rồi bây giờ mình đi soi cái bên hông sắc xi và là có cái số khung. Đây nè. Biển số khung này nó nằm ở đâu em sẽ soi cho quý anh chị xem luôn. Đây. Đây nè quý anh chị, cái số khung em nó đây. Rõ mồn một luôn. Đây nè quý anh chị. Thấy không? Số khung rõ mồn một luôn nha. Taxi đẹp thì mới có số khung đẹp nha quý anh chị. Rồi bây giờ mình về cái máy nè, cái máy Hyundai, cái hầm máy xe này thì cái máy em chưa rõ thôi, nhưng mà để mà nhìn bằng cái con mắt mà nhận định của riêng về chất máy á, thì quý anh chị em coi cận cảnh luôn quý anh chị. Máy zin chưa hề đổ ra nha, máy zin luôn, ba chiếc này máy zin hết, cái máy là VIP. Rồi, nạp ga lên đi. Cái bơm nhớt, bơm nhớt hơi mặn mà nhớt bơm lên bắn lên trên luôn. Cái dàn gầm này quý anh chị, dàn gầm là VIP rồi. Rồi riêng cái xe này, quý anh chị nào mà có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 180 triệu bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Rồi quý anh chị nào mà có nhu cầu một trong bốn xe này nha, để đưa ông Táo về trời trong ngày hôm nay, thì xin gọi cho Hiếu cái số hotline 0977317268 hoặc là kết nối Zalo với Hiếu là 0933780102 nha. Hoặc là em mời tới cái địa chỉ bãi xe của em, 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bên em còn rất nhiều xe cho quý anh chị lựa chọn. Em kinh doanh xe tải là từ 500kg cho tới 8 tấn nha quý anh chị. Còn rất nhiều xe, còn một nông trường xe luôn quý anh chị, gần 100 xe nha. Rồi em Bùi Hiếu cảm ơn quý anh chị đã xem hết cái clip này. Rồi quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin hãy đăng ký kênh để mà theo dõi những clip tiếp theo, những cái dòng xe hot em đang về và những cái dòng xe mà khởi nghiệp cho quý anh chị nha. Em Bùi Hiếu xin chào.